Rồi chào cả bà con nha, nay mình đi thu mua thỏ nha anh Trung ở Tân Hương, Tiền Giang. Nay em báo được 24 con. Rồi anh không nhớ, em không nhớ luôn, im ru luôn. Qua mới sực nhớ. Ai hả, không cần nó chưa còn mấy con nữa, để cho đủ luôn, bắt luôn được. Sực nhớ điện hỏi có không, sẵn đi lên thì hốt luôn. Rồi giờ mình theo anh Trung vô trại để thu thỏ. Nay làm sớm để về mưa, sáng giờ trời buồn mù rồi. Trần dữ anh Trung. Dạ. Ở đây con còn đệ tử nữa. Dạ. Ủa bắt bắt chuyện qua chứ. Hả? À, đây tại anh Trung hồi trước mình có quay cho bà con xem rồi đó. Nuôi rất là hiệu quả, lâu lâu bán hoài à. Rồi anh nhóm chạy giữa hả? Là cái đợt hôm trước rớt lại mấy con với lại đợt nhỏ lớn lên đúng không? Ở đây chơi nuôi cho ăn cắm gà C235 không á. Chứ không xài cắm thỏ nha. Nhìn đây chưa cắm thỏ. Bên kia là cái chuồng sinh sản bên. Để mình quay chuồng sinh sản cho con coi luôn. Rồi đây là chuồng sinh sản. Đây. Đây là toàn thỏ sinh sản không luôn. Đó, chuồng cây mà cũng có mấy cỏ đàng hoàng mà con, đóng khéo tay. Đấy. Bây giờ tổng hết nhiêu nái rồi anh Trung? Được hết cả 20 con à. 20 nái hả? Trong kia thỏ lứa là cái dãy nái là dãy này với dãy nửa dãy bên kia, không có dãy bên kia dãy thỏ con, còn cái dãy này không là 19 con à, như bên kia như bên kia được 4 con, 4 con nữa. Rồi tham quan sơ bộ vậy thôi, giờ tiến hành bắt thỏ. Anh Trung chuyện cả giùm nha. Rồi anh chị đâu máy bỏ vô à. Đây, con kia này toàn trắng không á? Con màu không? À. Con hai. Anh qua ra đây quay cho nó sáng rồi đó. Cái sọt 6 con hình Trung ơi. Cái này của ông anh vẫn còn 8 con nè. Đứng canh đi bắt ra. Ủa vậy ha, rồi. Cái sọt màu vàng. Cặp quá. Có mấy con mà chạy rỡ thì bắt nhau quá anh. Dạ. Gớm đây luôn cho rồi. Cũng được mà để riêng ra được rồi. Chứ để cân lộn của ổng à. Kêu ông chủ bắt luôn ông chủ. Nhỏ xíu bắt về làm gì cũng nổi. Nay mới lên ký nè. Rồi, bà con nào trong hệ thống mình còn thỏ thì báo sản lượng qua cho Mẫn luôn nha. Báo chi tiết qua điện thoại nha bà con. Sắp lịch bắt luôn. Cạn nguyên đợt trắng đợt trước nè. Sáu con nha, 6 con thôi, đừng nhiều quá. 2, 4, 6 rồi đó, đủ rồi. Ui. Có bà bông gòn nữa kìa. Hai bà lên hả? Lâu lâu ra bông gòn hoài ta. Rồi. Đó, trắng.
một sọt trắng tinh. Trước với mẹ dưới Bến Tre lâu lâu cũng có bà bông gòn mà sao bên anh là lứa nào cũng có bà bông gòn hết chứ. Không biết của con mẹ hay của con đực cũng biết ai chứ. Này giá của con đực quá. Thấy con đực lông xù quá. Hồi giờ con đực mà lông sáng sáng á anh. Rồi. Lông quăng quắn là nó đó. Con này bắt này con này bỏ lại đi. Con này sao nó bị gì kỳ quá. Này không lẽ nó bị phun cùi vậy mà. Trời. Khó bị phun cùi anh. Cái giò đó tự nhiên vậy nè, nó ngứa quá, tự nó cắn luôn á. Ê, nó bị nhiễm trùng. Nó cắn cùi luôn nha. Đúng rồi, cái đó anh mua thuốc ngoài tiệm thuốc tây, thuốc mà sát trùng vết thương á, về nấy cho nó khô vài bữa nó lành lại. Không có sức rồi hết rồi, cái bữa nó cũng cắn rồi đó. Chích ghẻ. Đẩy vòng mũi ghẻ nữa. Chích luôn rồi luôn. Chích luôn rồi luôn hả? Này giờ để nó chết rồi dục luôn chứ giờ cũng dám ăn. Trời ơi, con cùi. Bỏ lại đi. Năm con hả? Năm con hả? Bắt lên chỗ Pháp con đi qua. À, bắt chàng quá. Rồi, đủ sọ. Về. Cho chỗ Pháp con đi bắt bỏ qua đó. À. Lên trước cận. Ủa sọ 8 con hả? Xíu vậy. Cái này nè, cái này đầu cái nắp không được. Ba sọt luôn nha. Ba sọt luôn á. 6 17 con. Để là luôn rồi. Để luôn đi, người về vịnh. Mà anh đi trước vịnh, anh đi sau đẩy. À, mà để cây đó luôn. Thôi để cây trơn à. Để vậy nó vô cái khớp của nó không đi, bị lật. Đi xuống dốc nó chạy á. À. Rồi mình thu được ấy đó bây giờ nó có cái khớp á, trời vô cái khớp á. Nó chạy cái ụt cái miếng sao đói luôn á. Thì nó chưa vô khớp á nha anh Trung. À vịnh ấy á chứ để nó chạy á. Rồi giờ tiến hành cân cỏ á. Rồi. Đẩy luôn đi để gửi lấy cái cân rồi kinh xuống. Rồi tiến hành cân. Cân em bấm 18kg chính. Đủ không? Lớn rồi. Đủ hai cái, không đủ, không đủ thiệt. 15 kg rồi. 15 kg 2. Nó có khoảng 5 con. Nó là 16 con. Khoảng 16. Rồi, rồi rồi, được xuống được rồi. Ủa cái 5 con đúng rồi. Ngày 15:30. Rồi đi xuống. Rồi. Để dưới đây coi, chờ cái nào hẹp hẹp cứ bỏ vô mấy cái bữa. Ui. Có cái sọt 5 con anh bỏ qua 1 con được. Sọt dưới đúng rồi, sọt dưới rộng á. Phải không? 2 4 5 đúng rồi đó. Bỏ qua 1 con. Rồi được rồi, được rồi, được anh Trúc. Ok. Rồi đi bắt thỏ mà còn tham quan được mô hình trồng đậu rồng nữa nha bà con. Giờ quay cho bà con coi luôn nè. Rồi đây là cái nguyên cái khu. Cái này đã kêu cái gì ta? Nguyên cái vườn trồng đậu rồng luôn nè bà con. Quá trời luôn. Này được giá không anh? Được, không mấy ngàn ký. Không mấy ngàn ký hả? Bao lâu thu hoạch lần? Này mỗi ngày mỗi tháng. Ủa có lý hả? Rồi nhiêu đây được bao nhiêu gốc? Gốc không kiếm nổi đâu. Cây trụ là gốc, cây trụ là gốc, không biết bao nhiêu trụ đó. Rồi gọi ngày vậy hái được cỡ nhiêu ký ta? Ngày hái được nhiêu ký con ai? Ngày hái được nhiêu ký không? Rồi ngày 30 ký hả? Rồi hả? Trời ơi.
Cái này có lý rồi ta. Lấy về bên tre trồng luôn chứ. Này dưới trồng được mà, dưới nước mặn có trồng được không á? Ừ, sợ dưới nước mặn thôi. Đó hai bờ đó, hai bờ kìa. Hả? Đó hai bờ đó. À. Đầu rồng mới hái xong rồi đó. Mới thèm ép tháng luôn. Cái này tưới tự động rồi mà sẽ cái này đang cho đựng ngập hay sao chú? Dạ. Là mưa dù nó không có bị động hả? À. Ồ, có lý quá ta. Rồi. Tưới tự động trên đó. Dạ. Nội ơi, ta chờ ông kìa, tắm kìa. Rồi thôi giọt. Vậy được rồi, mua thỏ mà quay được đầu rồng cho bà con coi là lời rồi. Bây giờ về. Không, dạ. Rồi hẹn gặp lại bà con trong video kế tiếp nha.